là Phạm Trần Thảo Ngân, học sinh lớp 5-2. Và đây là các bạn đang học cùng lớp với mình. Đây là ngôi trường tiểu học Yên Thế, nơi mình đang theo học. Các bạn biết không, đọc sách là một sở thích rất lớn của mình. Ngoài những cuốn sách mình tự mua hay được ba mẹ mua cho mình, thì mình còn tìm được rất nhiều cuốn sách hay và thú vị tại thư viện trường của mình. Và trong số tất cả những cuốn sách ấy, thì có một cuốn sách đã làm nên thay đổi rất lớn trong suy nghĩ của mình. Vậy nên, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về cuốn sách đó. Cuốn sách tên là Nói không với túi ni lông. Ngay từ tờ bìa của cuốn sách thì dòng chữ Nói không với túi ni lông được in nổi bật phía trên bằng một màu xanh lá đã gây ấn tượng mạnh với mình. Bên dưới là một bức tranh với màu sắc tươi, vui vẻ, mọi người đang cùng nhau quyết tâm giữ môi trường. Sách gồm 13 trang, mỗi trang đều rất dày và được in màu trông rất đẹp phải không nào? Mỗi trang đầu tiên của cuốn sách, mình có thể ghi tên, lớp và trường của mình vào đây. Phía dưới là khẩu hiệu, túi ni lông xã 1 lời 10. Tiếp đó là câu chuyện Đừng để trái đất và túi ni lông do tác giả Nguyễn Xuân Khánh Vy sáng tác và tranh minh họa được họa sĩ Ngư Vũ Nguyên vẽ. Câu chuyện xoay quanh mỗi người đều mua một vài món đồ và đựng trong túi ni lông, sau đó về nhà thì liền lập tức vứt túi đi. Cứ liên tục như vậy, mỗi người vài chiếc túi, cả gia đình một ngày dùng nhiều chiếc túi và cả xã hội cùng thải ra vô vàn chiếc túi, làm gây ra ô nhiễm môi trường, khiến cho thiên nhiên tức giận và những chiếc túi ni lông biến thành quái vật tấn công con người. Kết thúc câu chuyện, thì ra đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng điều đó khiến mình giật mình vì hình như mỗi ngày mình cũng đều sử dụng túi ni lông giống như bạn nhỏ trong câu chuyện vậy. Túi ni lông hiện nay được mọi người sử dụng rất nhiều khi đi chợ, siêu thị. Mọi người không ai nghĩ đến tác hại của túi ni lông nên thường xuyên xả rác bừa bãi. Túi ni lông không phân hủy có thể sẽ làm ô nhiễm môi trường và càng ngày càng ít đi. Mình còn đang băn khoăn, lo lắng thì ngay phía sau mỗi chuyện nhỏ đó là những trang cung cấp rất nhiều kiến thức cho mình. Như giải thích túi ni lông là túi như thế nào, tại sao phải giảm sử dụng túi ni lông, giảm sử dụng túi ni lông như thế nào, làm gì với túi ni lông đã qua sử dụng. Ồ, các bạn biết không, thật tuyệt vời, mình tìm được rất nhiều kiến thức mới như có thể thay thế túi ni lông bằng các loại túi sử dụng rất nhiều lần như túi cối, túi vải, làn nhựa. Hoặc với những túi ni lông đã qua sử dụng, mình có thể tận dụng để làm túi đựng rác. Sau khi sử dụng, mình sẽ phân loại ra để túi được tái chế nhằm góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sau cùng, cuốn sách còn có những trang để mình có thể ghi nhật ký mỗi ngày đã làm gì để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nữa. Cuốn sách này đã giúp mình biết thêm được nhiều điều, thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Mình biết cách sử dụng túi ni lông đúng cách, không xả rác bừa bãi. Mình hy vọng các bạn sẽ giống như mình, không xả rác bừa bãi. Các bạn ơi, đọc sách là một truyền thống tốt đẹp của nước Việt Nam. Đọc sách không những cho chúng ta những bài học tốt đẹp và quý giá, mà còn cho chúng ta nhiều kiến thức và sáng tạo ý tưởng càng phong phú hơn. Hiện tại, ngay trong khi tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, mình đã được truyền nguồn cảm hứng rất lớn. Vậy nên, mình đã trao đổi với cô tổng phụ trách và được cô đồng ý cho mình giới thiệu cuốn sách này với các bạn học sinh trong trường. Và mình cảm thấy rất vui và tự hào vì đã làm được điều này. Các bạn hãy cùng mình nói gương theo Bác Hồ các bạn nhé. Nếu may mắn mình được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, mình sẽ đăng bài báo kêu gọi mọi người cùng đọc sách. Và mỗi giờ ra chơi, mình sẽ kêu gọi các em nhỏ cùng lên thư viện trường để đọc sách.